Xin chào các bạn, hôm nay Hatsaha tiếp tục gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì hạt hạnh nhân đã được các nhà khoa học chứng minh là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, người bị bệnh tiểu đường thì có ăn được hạt hạnh nhân hay không là thắc mắc của rất nhiều người. Vậy ngay bây giờ các bạn hãy cùng Hatsaha giải đáp nhé. Đầu tiên chúng ta cần biết là người bị bệnh tiểu đường thì nên và không nên ăn những thực phẩm nào, cần tránh hoặc hạn chế những gì. Thì nếu bạn mắc bệnh tiểu đường type 1 thì việc tính toán lượng đường và tinh bột trong khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết. Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường type 2 và đang thừa cân béo phì thì việc giảm cân sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh tiểu đường. Do đó, bạn cần ăn chế độ ăn kiêng hoặc ít calo. Điều quan trọng trong chế độ ăn của người bị bệnh tiểu đường đó là cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh và cắt giảm những thực phẩm giàu tinh bột và đường, ví dụ như bánh mì trắng, gạo trắng và ngũ cốc chế biến. Thay vào đó, chúng ta nên lựa chọn những thực phẩm giàu chất xơ. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì trong 100g hạt hạnh nhân sẽ có chứa 49,9g là chất béo, 21,2g là đạm, 12,5g là chất xơ, chỉ có 4,4g là đường và 0,7g là tinh bột. Từ thành phần trên ta có thể thấy hạt hạnh nhân là loại thực phẩm rất giàu chất béo tốt, có lợi cho tim mạch. Chất béo này không những có lợi cho tim mạch mà còn rất tốt đối với bệnh nhân tiểu đường. Việc ăn hạt hạnh nhân mỗi ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ biến chứng bệnh tim ở người bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, ăn hạt hạnh nhân mỗi ngày sẽ giúp tăng cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cân nặng. Việc kiểm soát cân nặng sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường, bởi vì thừa cân béo phì sẽ làm cho bệnh tiểu đường nghiêm trọng hơn. Hạt hạnh nhân thì chứa rất giàu đạm, giúp thay thế đạm từ động vật. Rất giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường trong máu, không làm lượng đường trong máu tăng đột ngột. Và cuối cùng là rất ít tinh bột và đường, giúp duy trì sự ổn định của đường huyết. Bệnh nhân tiểu đường cần lưu ý những gì khi ăn hạt hạnh nhân? Thì đầu tiên đó là theo các bác sĩ khuyên thì bệnh nhân tiểu đường chỉ nên ăn một ngày khoảng cỡ 28g hạnh nhân, tương đương với khoảng cỡ 23 hạt mỗi ngày là đủ, không nên ăn quá nhiều sẽ gây dư thừa calo dẫn đến tăng cân. Thứ hai là chúng ta nên ăn hạt hạnh nhân ở dạng là sấy khô hoặc là rang chín tự nhiên, không nên ăn các loại hạnh nhân như là rang muối, rang bơ, tẩm đường hoặc mật ong vì sẽ gây ra tình trạng là tăng huyết áp và đường huyết đột ngột, sẽ làm cho tình trạng bệnh diễn biến xấu hơn. Thứ ba là hạt hạnh nhân thì rất giàu chất béo tốt, do đó chúng ta cần chia nhỏ bữa ăn, không nên ăn quá nhiều một lúc sẽ gây nên tình trạng đầy bụng khó tiêu. Thứ tư là chúng ta nên chọn mua hạt hạnh nhân ở những công ty nơi uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hạt mới, ngon, không hôi dầu để đảm bảo tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, chúng ta cần tránh tuyệt đối không nên ăn các loại hạt hạnh nhân trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hạt có dấu hiệu bị cũ, hôi dầu vì chúng ta sử dụng những hạt này lâu ngày sẽ gây hậu quả khó lường đối với sức khỏe. Tóm lại, hạnh nhân là thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng và không thể bỏ qua đối với bệnh nhân tiểu đường. Và người bị bệnh tiểu đường chúng ta cần thêm hạt hạnh nhân vào chế độ ăn mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường vô cùng hiệu quả. Các bạn còn những câu hỏi nào thắc mắc thì có thể bình luận ngay bên dưới video này. Các bạn hãy nhấn like nếu yêu thích video. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn cái chuông để có thể nhận được những video hữu ích trong những lần tiếp theo. Các bạn có nhu cầu mua hạt hạnh nhân chất lượng thì hãy liên hệ Hatsaha qua số điện thoại 0901 444 235 hoặc có thể kết bạn Zalo qua số này.